Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn. Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Nếu thấy thông tin hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình đồng hành, ủng hộ cho Học Loan, cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Tại sao tôi hay gọi là cô con gái ruột của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh? Vì cô ấy là con ruột của ông ấy. Cái câu này thì nhiều bên phía bên cô cháu gái rất là bực mình, bực tức. Và khi ở phía bên kia vào bình luận là cứ hay môi móc tôi cái câu đó. Nhưng mà tôi thấy rõ ràng Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ thì tôi chỉ nói là con ruột mà thôi. Có nhiều người thì nói là con hợp pháp hay con nuôi hợp pháp, vân 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 vân. Đối với tôi, cô ấy là đứa con gái duy nhất của cố nghệ sĩ. Chắc một số khán giả và anh chị em cũng đã nghe, và ở đâu đó một vài YouTuber cũng nói về cái vụ án mà BH Media và của Hồng Loan. Thì lúc trước thì chúng ta đã biết rằng là Hồng Loan đã thắng, phải không các bạn ha? Nhưng mà báo chí thì không có đăng. Bây giờ thì trên tờ báo Mới, báo Pháp Luật và Việt Nam Express vân 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 vân, người ta đăng hàng loạt đó. Cách đây cũng mấy tiếng đồng hồ thôi. Người ta nói rằng là tòa đã tuyên bố rằng Hồng Loan là người thắng kiện, và Hồng Loan là người con hợp pháp để có thể nhận hết tất cả những cái gì như là bản quyền, những cái gì hình ảnh có liên quan của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn cô họ cháu gái thì sao? Cô ấy không chứng ra được những cái gì mà cô ấy nói, như là nói khai sinh của Hồng Loan là giả mạo, hoặc là cô ấy không có chứng được ai là người để cho cô ấy ký hợp đồng với PH Melia, không có chứng minh được là mình là người gia trưởng hay hợp lại gia đình lại với nhau, và giống như là cô ấy là người đại diện, không có chứng minh được những cái thứ đó. Cho nên tòa đã tuyên rồi. Chúng ta đã biết là tuyên rồi, nhưng mà báo chí lúc đó chưa có đăng hết đầy đủ mọi chi tiết ở bên trong. Và bây giờ thì báo chí hàng loạt đăng, phải không các bạn ha? Trong một cái đoạn status của Linh Tý thì tôi thấy chàng này cũng tiếu tiếu, nói rằng báo đây, báo đây, báo mới đây, báo đây, hãy coi đi. Còn ai mà không có báo thì là báo đời nhàn. Tôi thấy cô Hồng Phượng rất là cố chấp, đến bây giờ mà còn đòi kháng án nữa. Còn đưa một lá đơn cho tòa nói rằng là cái vụ kiện mà đòi nhà cho ở nhờ chưa kết thúc. Thành thử ra không thể nào nói rằng Hồng Loan là cái người chủ sở hữu tất cả bản quyền về cái liên quan hình ảnh của cố nghệ sĩ. Thật là cố chấp. Khi bằng là đến giây phút này rồi mà vẫn còn cái sự tham lam vô cùng tận đó. Chúng ta đều biết rằng hai mẹ con của cô Hồng Phượng là được ở nhờ, được cậu mình che chở trong cái thời gian mà Covid. Ở nhờ, mình không biết cảm ơn người ta, mình không biết phải nói rằng như thế nào các bạn. Mình phải làm cái gì đó để bù đắp lại cho cái sự mà chở che hy sinh của cậu mình cho gia đình mình. Đằng này đi hãm hại con ruột của ông ấy, tức là chị họ của mình. Cuộc đời đã bất công với Hồng Loan từ mấy chục năm về trước rồi. Bây giờ cô ấy lấy lại những gì mà thuộc về của cô ấy, chứ không phải thuộc về của một nhóm người không làm mà muốn có ăn. Ngay cả tiền phúng điếu của cố nghệ sĩ thì chúng ta cũng thấy rằng cô cháu gái này là cái người không phải tổ chức. Đừng có hiểu lầm, đừng có đánh lận con đen ở bên phía bên kia hay ra nói rằng là cô cháu gái là cái người tổ chức cái đám tang này. Không, tuyệt đối là không. Cái đám tang này Bình Tinh có thể làm được, Lâm Hùng cũng có thể làm được. Người ta đã nêu lên cái ý kiến và cái chí nguyện của người ta. Nhưng mà gia đình cô Sáu, và nhất là cái ông Sạc Thành, không có bà con, cô bác, không có thân tộc gì hết mà cũng xen vào. Tại vì sao? Tại vì muốn cho người tình bé nhỏ của mình có một khoản tiền lớn gom góp từ những mạnh thường quân và khán giả từ khắp mọi nơi gửi về để quyên góp, giống như xây một viên gạch cho nấm mồ của nghệ sĩ. Và cùng theo đó là họ biết rằng khi mà
tổ chức một cái phúng điếu đó thì người ta sẽ đi rất nhiều. Tại vì ông ấy là sao? Ông ấy là ông vua cải lương Hồ Hoàng, trăm năm mới có một người như vậy, với giọng hát nè ha, rồi cách diễn xuất nè ha, vừa có tâm vừa có tầm luôn nữa. Thì ở khắp mọi nơi sẽ đi viếng rất nhiều, và cái số tiền phúng điếu không hề là ít, không các bạn ha. Ông Sạch Thành thì nói là nghệ sĩ không có ai đi tiền hết, đồ tào lao. Chúng ta đã thấy Lâm Hùng đi bao nhiêu tiền, phải không? Rồi những người nghệ sĩ tới đó đi bao nhiêu tiền, nói con sơ không, vài ba người thôi là nó cũng đã lên tới 100 triệu rồi. Mình tính sơ sơ vài ba người thôi, chúng ta không cần nêu tên, và chúng ta cũng thấy nghệ sĩ nào cũng đi tiền hết trơn các bạn. Đến nỗi mà khi mà cô cháu gái này họp báo lần đầu tiên và nói rằng cái con số này chỉ có 600-700 triệu thôi, là ai nấy đều bật ngửa hết. Những người mà khán giả thôi, người ta nói là ở đám ma ở dưới quê thôi, có nhiều người còn tức quá, bức xúc quá, còn nên nói đám ma gia đình của họ thôi, cũng lên tới con số này rồi. Mà đây là một ông hoàng cải lương Hồ Quảng mà chỉ có con số này thôi sao, phải không các bạn? Và sau đó chúng ta đã vạch mặt được cái cô cháu gái khi mà vào nhà để lấy những cái món nữ trang, số tiền cất giấu trong phòng thì các bạn thấy như thế nào. Tiền mấy chục triệu cọc thì ha, giấu chỗ này, giấu chỗ kia, giấu chung luôn cả cái ba lô phát phạt của cái con gái của cô ấy luôn nữa. Và tiền bạc thì giấu rất nhiều nơi, luôn cả gầm giường luôn. Các bạn thấy kinh khủng chưa? Như vậy mà nói rằng không có ăn chặn tiền phúng điếu, các bạn có tin không? Vâng, trong cái thời gian gần đây thì nội bộ nhóm yêu thương mà đến có trục trặc, rồi có những cái vấn đề không vui xảy ra, rồi giữa YouTuber với nhau, chúng ta quên lãng đi cái cô cháu gái này. Và bây giờ chúng ta hãy nói về cái cô cháu gái này nhiều hơn, cũng giống như là cái anh Lung Vàng. Các bạn cũng thắc mắc, có hỏi anh Lung Vàng là ai, là Giang Lùng rồi các bạn. Giang Lùng. Anh này hay kêu tên người ta lắm, nhưng mà khi mà bị thâu âm hay là bị mời lên thì hay trốn quanh. Tôi đâu có kêu đâu, tôi đâu có nói là Võ Thị Hồng Loan đâu, tôi chỉ nói là con vô ơn. Vô ơn phải nói, mình phải nói khác cái chữ, tôi căm thù bức xúc cái từ này nè các bạn biết không. Tôi không hiểu cái tên Lung Vàng này, Giang Lùng nè, gọi Hồng Loan là con vô ơn bằng một cái danh từ mà cha chúng ta cũng thấy rằng rất là phản cảm. Tôi cho rằng cái hành động và lời nói của Giang Lùng này các bạn có cái tính chất là miệt thị người ta, xâm phạm vào quyền lợi ích cá nhân, tại vì tấn công vào cơ sở làm ăn của Hồng Loan rất là nhiều lần, chứ không phải một lần đâu, hàng chục lần luôn. Hắn vừa lên trên mạng và tố cáo Hồng Loan giống như là gian manh bán hàng trôi nổi, rồi hàng tồn kho, rồi lừa Mạnh Thường Quân. Mà chính hắn là cái người mà gian xảo nhất, lừa Mạnh Thường Quân mượn qua cúng Phật, ăn chặn tiền từ thiện mà bị người ta tố cáo trên không gian mạng rất là nhiều luôn. Ai tin cái tên Lung Vàng này, Giang Lùng này, chứ tôi không có tin. Hắn chối bay bãi khi mà bị được công an mời lên, nói về tại sao mà cứ khiêu khích và bơi móc hoặc nói xấu người này, nói xấu kia. Hắn nói hắn đâu có nói đâu, hắn chỉ nói là ni ma cô, hắn chỉ nói là con vô ơn, con bán cá, rồi con hát nhép gì thôi, chứ hắn đâu có nói. Mà chúng ta biết rằng hắn đang nói chuyện với ai. Cái lách luật đó không phải là cái tính chất mà một người quân tử mà người ta coi rằng đó là một thằng hèn nữa. Và hắn chấp nhận hắn là thằng hèn. Hắn nói hắn sợ pháp luật đó, hắn nói gì hắn không có đụng chạm tới ai. Thật ra an ninh mạng cũng nên xét lại và coi lại cái luật pháp một chút xíu về những cái cử chỉ và cái hành động như lời nói, kèm theo lời nói của mình. Không phải là mình không gọi tên người ta mà mình nói như vậy là mình lách luật được. Các bạn thấy không? Hắn cứ nói rằng tôi đâu có kêu tên người này, đâu kêu tên người kia đâu. Rất là hèn. Khi ra đối diện với lại pháp luật
thì hắn chối ba bãi à. Trong khi đó mà ai mà đụng tới hắn hay ai nói gì tới hắn là hắn đòi kiện người ta, hắn đòi hâm he cho người ta ở tù. Mà chính hắn là xém chút nữa là đã đi đến bờ vực thẳm, nửa chân vô quỷ môn quan rồi còn gì nữa. Tại vì hắn quay xe, quay chiếc xe lại và nửa bánh xe ở trên và nửa bánh xe ở dưới lòng đường, không biết làm sao mà gây ra tai nạn chết người. Trong khi đó hắn chưa bao giờ tới cái chỗ đó đốt nhang cho người ta, hắn còn ăn chặn cái số tiền của mạnh thường quân gửi về để đền bù cho những nạn nhân đó nữa các bạn. Hắn ăn chặn một phần nữa. Những người mà giúp đỡ hắn như là anh em Sang Nguyễn trong Thanh Gươm Bạc rồi Long Nhông Xì Phố này kia nọ, rất nhiều người đã cùng với hắn giúp đỡ hắn tới nhà hắn trong cái lúc mà hắn ở tù đó các bạn. Và bây giờ hắn quay qua, hắn châm chích, hắn phản phúc. Có người này là có người phản phúc mà, thì đừng nói chi cỡ những người mà từng chung chuyến tuyến với hắn, hắn còn phản người ta nữa thì đừng nói chi là hồng loan. Mà tôi cũng mắc cười lắm các bạn. Tôi thấy trong đây có đăng một cái status như thế này, chứ không phải tôi nha. Tôi thấy đăng như thế này, tôi cũng muốn chia sẻ với các bạn. Lũ đu bám vào drama của Hồng Loan, được lợi không mang ơn Hồng Loan, quay qua nói Hồng Loan vô ơn, lũ này đẻ ngược. Vâng, các bạn cũng biết rằng cái tên Lung Vàng này, Địa Văn Lùng này, hắn đu bám vào cái drama này hơn một năm nay, lúc thì gì, lúc thì khác. Lúc thì binh người này chửi người kia, rồi lúc thì quay xe binh người kia chửi người nọ. Cái tên này chúng ta không thể nào tin tưởng được, vì hắn là một tên giang hùng. Trước mặt khán giả hắn, hắn nói về đạo lý, hắn lấy những cái dữ liệu mà tự hắn cho rằng đó là sự thật, các bạn, để hắn dẫn dắt khán giả của hắn. Nhưng mà các bạn nên nhớ rằng hắn có đưa một cái thông tin nào mà chính xác không? Không. Hắn nói những thông tin đi sẽ bị gỡ từ năm cho tới mười mấy năm cuốn lịch ở bên Malaysia rồi, có không? Không. Rồi hắn nói Ni phải về, mỗi tháng phải về bên Mã Lai trình diện với quan tòa, có không? Không. Hắn nói ba Hồng Loan còn sống ở Đồng Nai, có không? Không. Hắn nói thầy ông nội còn zin, có không? Không. Hắn nói Hồng Loan bán hàng mỹ phẩm tồn kho, có không? Không. Hắn là chuyên gia viết kịch bản, chuyên gia lợi dụng lòng tin của khán giả để ăn chặn tiền từ thiện. Khi mà những người mà người ta yêu mến đất nước Việt Nam, người ta muốn giúp đỡ cho những kẻ, những người mà neo đơn các bạn, thì hắn chính là cái người bắt nhịp cầu nối, nhưng cũng chính hắn là cái người gian lận. Tại vì khi mà một nhóm người, một nhóm YouTube các bạn, hàng 4-5 người ha, đi chung với nhau thì giúp đỡ những người mà già hoặc neo đơn hoặc xây nhà cửa gì đó, thì Mạnh Thường Quân ta sẽ gửi tiền về cho cái nhóm, thì hắn lội ra hết những người này. Hắn bảo Mạnh Thường Quân cứ gửi về cho hắn thôi, để hắn trực tiếp giúp. Còn mấy người kia thì người này, hắn giả bộ nói người nói xấu sau lưng anh em YouTuber, người này vậy, người kia nói vậy. Người ta gửi tiền về để xây đường, xây cầu, thì hắn cũng làm, nhưng mà làm con đường vào nhà hắn và vào nhà bên vợ của hắn. Các bạn có thấy như thế, mượn qua cuốn Phật. Tên này là tên lợi dụng lòng tin và lòng kêu bằng là giống như thương người của Mạnh Thường Quân này các bạn, năm một quanh luôn. Và hắn là con người ngậm máu phun người, mà không phải là ngậm máu đứng trước mặt người ta phun đâu, đứng sau lưng người ta là ném đá dấu tay nữa đó các bạn. Vâng, thì quay lại cái câu chuyện của cô Hồng Phượng này. Khi mà đã biết quan tòa tuyên bố là Hồng Loan thắng hoàn toàn, thì cô ấy lại đâm một lá đơn nữa kháng án. Cô ấy nói rằng vụ kiện ở trong thành phố Hồ Chí Minh về về cái gì á các bạn, về sự vụ kiện này. Tại vì nếu mà cô ấy nói rằng đòi nhà cho nhờ thì mắc cỡ quá. Cô ấy nói về vụ kiện bị của Hồng Loan, nhân thân của Hồng Loan chưa có xong, thì bên Hà Nội phải đình chỉ lại, chừng nào bên đây tuyên bố là Hồng Loan hợp pháp thì bên kia mới được tuyên bố hợp pháp. Không cần, người ta xem xét hết, coi hồ sơ rồi, người ta đòi Hồng Loan giấy khai sinh, Hồng Loan trình bày giấy khai sinh.
người ta đòi cái gì Hồng Loan có cái đó, cung cấp cái đó. Còn trong khi quan tòa ở ngoài Hà Nội người ta triệu tập cô này thì cô này thứ nhất là vắng mặt, không ra, kéo dài thời gian, trốn tránh trách nhiệm của mình. Rồi khi mà quan tòa kêu trưng bày chứng minh ai ủy quyền cho mình ký hợp đồng thì không có. Hồng Loan có đồng ý cho cô này ký hợp đồng không? Cũng không có. Thì như vậy quan tòa người ta tuyên bố là đúng lắm rồi, còn gì nữa? Hồng Loan là người hợp pháp có được cái bản quyền của cố nghệ sĩ là đúng rồi, còn gì nữa? Nhưng mà cô này lại còn ngoan cố, vẫn không chấp nhận, giống như cái kiểu mà vẫn còn dễ chết đó các bạn. Ngày xưa cái tên Giang Lùng này thì cứ nói rằng Hồng Loan dễ dụa, căn nhà số 5 đang dễ dụa, giống như là cùng với lại Tam Sơn Ngũ Độc đạo diễn Đức Chi Thung, cứ nói rằng nhà số 5 đang dễ dụa và cuối cùng cô xéo sẽ thắng. Tôi không thấy thắc cái gì, cỡ cái tầm này rồi là chúng ta cũng thấy được câu chuyện như thế nào rồi. Luật pháp hình như là của bên họ đó các bạn, của bên phe đối lập á, phe đối lập của Hồng Loan á, chứ không phải là của nhà nước. Tự họ biên soạn ra, rồi tự họ nói cái luật pháp này là đúng, cái luật pháp kia là sai, chứ họ không chấp nhận pháp luật của Việt Nam soạn thảo. Lên trên không gian mạng này chỉ là một YouTuber thôi, mà giống như mình là người có nhiệm vụ thực thi trong cái ngành pháp luật hay là quan tòa vậy, họ muốn phán sao phán. Còn mà chúng ta thấy rằng cái cô cháu gái này, nếu mà Hồng Loan làm mạnh tay thì cô cháu gái này sẽ gặp rắc rối rất nhiều, vì tự ý ký hợp đồng với lại BH Media, trong khi đó vẫn biết rằng Hồng Loan là con của cậu mình, nhưng không thông qua, phải không? Không thông qua mà đi đêm với lại BH Media để ký một cái hợp đồng, dĩ nhiên là cái quyền lợi trên hết, phải không các bạn ha? Đừng có nói đây là ký hợp đồng không có ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng nhiều. Cô ấy, thí dụ quan tòa mà phán cô ấy là người ký hợp đồng với BH Media và là người có giữ, có là người mà giữ bản quyền được á, thì cô ấy sẽ không bao giờ buông ra đâu, phải không các bạn? Không bao giờ nhả cho Hồng Loan, dĩ nhiên, và sẽ sử dụng hình ảnh, sử dụng tất cả những gì có liên quan cố nghệ sĩ để kiếm tiền. Từ hồi đó giờ cô ấy đã lợi dụng tiếng tăm của cố nghệ sĩ, đi đâu cũng nói là cháu của Vũ Linh, đi đâu cũng nói là cháu ruột của cô của Vũ Linh, chứ đâu có bao giờ cô ấy nói rằng tôi là con gái của Hồng Nhung. Sao không dám nói là tôi là con gái của Hồng Nhung, của mẹ mình, bộ có làm gì đâu, chưa làm gì đâu, có làm gì đâu. Thực ra không dám nói hả? Bản tánh và cái nhân phẩm của cô này cho đến bây giờ vẫn chưa biết hối lỗi, chưa biết quay đầu, mà còn nghênh ngang hống hách lắm các bạn. Thách đố với cộng đồng mạng trước đó, thách đố với khán giả, cho đến bây giờ bị tổ với nghiệp quật rồi đó. Có ai mời đi hát đâu, có bầu show nào dám mời đi đâu, tự mình mở show thôi, tự mình mướn cái đạp hát hay mướn cái chỗ phòng trà nào đó, tự mình mở show thôi. Còn mướn thêm một cái cô mà heo tay xanh làm bầu show nữa, tôi thấy họ giống như họ vẫn chơi với các bạn. Thấy như cách họ làm giống như là họ xem thường khán giả lắm. Họ coi khán giả không ra gì, và họ xem thường cái trí tuệ của những người trong xã hội này lắm. Họ nghĩ rằng họ có thể qua mặt được tất cả mọi người bằng những cái hành vi trẻ con của họ. Tôi cho rằng những cái việc làm họ rất là ấu trĩ. Đối với luật pháp họ còn coi thường nữa mà. Mặc dầu trong lòng khán giả, trong lòng người, trong lòng xã hội, người ta hoàn toàn chỉ trích về cái cô cháu gái này, nhưng mà cô ấy vẫn cố chấp, vẫn nói cô ấy không có làm gì sai. Ăn chặn tiền của Mạnh Thường Quân gửi về không có gì sai, ăn chặn tiền Phúng Điếu không có gì sai. Sai quá đi chứ. Bây giờ cộng thêm một người anh nuôi nữa, nghệ sĩ ưu tối nữa, cộng thêm cái tên mà bá dơ nhất ở trên mạng xã hội này là YouTube Giang Lùng, là Lùng Vàng á. Cái anh chàng này á, và nói thật sự mỗi lần mà nghe cái giọng nói của anh chàng này cất lên á, khán giả ghét cay ghét đắng, và nhiều người còn nói rằng muốn hắn vô T30 cho rồi, để khóa lại cái mõm của hắn.
Một người làm YouTube được 10 người thương mà có cả 100 người ghét thì nên coi lại cái bản thân của mình không các bạn ha. Đi giúp đỡ, đi trợ giúp và trợ diễn luôn cả cho một cái cô cháu gái ma mảnh ăn trên xác của cậu mình, tổ chức khát vọng ánh trăng. Các bạn thấy không, sâu nào thì rau đó, gió từng nào thì mây từng ấy thôi. Ngu tầm ngu mà mã tầm mã. Mà một cái tên ngày xưa tân bốc Hồng Loan, Hồng Ni như thế nào, sau khi quay xe rồi gọi phone không cần biết nhục nhã hay tự ái, tự trọng, lòng tự trọng của mình, gọi phone cho cô Sáu năn nỉ ôi để được quay qua phe của cô Sáu. Thật ra bây giờ họ cùng chung phe nhưng mà ai cũng đề phòng với nhau, nhưng không, tại vì cô Sáu cũng biết cái tên này là hắn không phải là người mà hắn có thể quay xe, hắn có thể tấn công, hắn có thể hại bạn bất cứ lúc nào khi mà quyền lợi của hắn bị xâm phạm. Đó là lung vàng, gian lùng. Rất là vui khi mà những cái tờ báo chính thống ở Việt Nam đăng cái tờ báo và nói về Hồng Loan cùng với lại media đã tháo gỡ được cái khuất tất, những cái gì đã cột lại lúc xưa. Và bây giờ Hồng Loan vẫn để cho media chiếu những cái tang lễ của cha mình, họ hợp tác với nhau các bạn. Thì tin gian lùng này nói rằng là BH Media cùng với Hồng Loan là bóp chết cô cháu gái. Tôi không có còn cái từ ngữ nào mà dùng để tả cái tin gian lùng này. Cái chuyện như thế mà hắn cũng nói cũng được nữa các bạn. Có nghĩa là thay đen đổi trắng. Những cái gì mà hắn thấy hoàn toàn sai đối với cái người mà hắn bên vực, nhưng mà hắn vẫn kêu bằng là lấp liếm và gỡ cho cái người mà chúng ta cho rằng là xấu xa nhất trong xã hội này bằng mọi cách để dẫn dắt dư luận và những người mà nghe theo cái sự hướng dẫn của hắn từ bấy lâu nay. Vâng, cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những gì đang xảy ra trong cái drama sóng gió gia tộc. Mong rằng quý vị hãy chia sẻ những tờ báo, những cái video clip, những hình ảnh nói về tòa sơ thẩm tuyên bố như thế nào để rộng đường dư luận, để xã hội này có một cái nhìn tích cực hơn và người ta sẽ ủng hộ cho Hồng Loan nhiều hơn. Không các bạn ha. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp tất cả quý vị trong một video lần sau. Xin chào ạ.